Xin chào mọi người và nhất là các chị gái tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Đây là video mình sẽ chia sẻ với các chị về cái vận hạn của 6 tháng cuối năm, năm Tân Sửu năm 2021. Một cái năm mà các chị có cái thiên can chữ Tân của năm khắc chữ Ất của mình thì đa phần là công việc không mấy thuận thành, hanh thông, dù là việc cũ hay là một cái việc khởi động mới. Đây là một cái năm còn có cái sự tương khắc về mệnh, khi là năm thổ mình là mệnh thủy, một năm mà bổn mạng nó không được tốt đẹp cho lắm nếu mà rơi vào cái việc bệnh nặng. Đó là những cái sơ khởi nhìn từ bề ngoài của một cái tử vi của năm Tân Sửu năm 2021 đối với tuổi của các chị. Tuy nhiên là nó sẽ còn có cái những cái chi tiết để mà mình xác định xem là tốt và xấu ra sao, cho nên mình phải tập luôn cái vận trình của 6 tháng cuối năm. Mình đã làm cái video clip cho 6 tháng đầu năm rồi, và trong đó có cái phần cả về tử vi, vận hạn, rồi có thọ cung tiểu vận, thọ cung tiểu hạn, các cái sao hạn ảnh hưởng đến cái vận trình của cả năm Tân Sửu năm 2021. Bây giờ thì mình chỉ là đưa cái sao hạn vận niên vào nhắc lại cho các chị nhớ để mà vận trình vào những cái tháng còn lại của cái năm Tân Sửu năm 2021 thôi, chứ không nhắc lại cái về tọa cung tiểu vận, tọa cung tiểu hạn, các cái sao phúc tinh tại tinh riêng trong bổn mệnh. Thì như đã biết thì các chị là người mệnh thiên đại khê thủy, người mệnh thủy mà gặp một năm thổ đó, xét về trụ mạng là tương khắc, bị năm khắc bổn mạng xấu, báo hiệu một năm sẽ có nhiều cái không tốt đẹp về bổn mạng và sức khỏe, dễ gặp bệnh, nhiều khi giống như bệnh giả đò ha, ở trong những cái tháng xung. Sao chiếu mạng của năm là một hung tinh tên là Văn Hớn. Người ta nói gặp sao Văn Hớn thì hay gặp chuyện rối rắm, nạn tai, khiến sức khỏe kém, công việc làm ăn thì chỉ ở mức trung bình. Người ta nói đây là một cái hung tinh hành hỏa, chiếu mạng thì công việc làm ăn của các chị thì không có quá nhiều cái chuyện khởi sắc, chỉ ở mức trung bình. Tuy nhiên đề phòng thương tật, chú ý nóng nảy mầm miệng, gặp chuyện kiện thưa bất lợi xấu nhất vào cả tháng 2 và tháng 8. Thấy là không em mình ha, tháng 2 và tháng 8. Tháng 2 là tháng Kỷ Mão, thì cái chữ Ất khắc chữ Kỷ thì mọi người cũng biết rồi, tháng tuổi của mọi người luôn, thì nó có nhiều cái điều không có tốt đẹp ở trong cái vận trình. Rồi, hạn của năm là hạn Ngũ Mộ. Đây là một cái hạn chủ về hao tán tài lộc và tinh thần bất an. Do đó các chị nên ở những cái năm như thế này nè thì tránh những cái chuyện mà đầu tư vào cái gì mà không có giấy tờ nguồn gốc rõ ràng. Đặc biệt là các người chị là mệnh thủy, gặp một năm thổ, thổ khắc thủy, năm nay mà nếu mà mua vào cái đất, cái giấy tờ gì đó mà không rõ ràng thì vướng bận rất là lâu dài, khó có thể thoát ra được nha, nhớ cẩn thận. Vận niên là một vận niên xấu, đó là vận niên Trư Phùng Hỏa, tức là con cái hình tượng con heo bị quay á, cho nên đây là một năm làm nhiều nhưng mà không thu được bao nhiêu không. Nếu mà giúp người hay gặp cảnh làm ơn mắc oán, năm nay dù có cơ hội làm ăn hay là phát triển thì cũng không nên làm lớn, mà chỉ nên an phận thủ thường ở những cái việc mình đã làm trước đây, mình đã quen trước đây để tránh thua thiệt. Vì sao? Vì thiên can chữ Tân của Tân Sửu khắc chữ Ất, thiên can này bị tương khắc, thay đổi, khó khăn trong công việc và nhất là các công việc mới. Địa chi Sửu Mão thì tự chủ bên hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau, như vậy thì đây là một cặp địa chi không có mấy xung khắc, thì cho nên đây là cặp địa chi tốt đẹp. Và địa chi thì thường nói đến gia đạo tình cảm, cho nên có thể là sẽ không có gì là quá lớn ở trong cái chuyện gia đạo tình cảm, không, thậm chí là không có chuyện vụ phiền tan chế. Đó là cái tử vi phần này thì mình đã làm ở trong cái mình đã nói đến ở trong cái tử vi vận hạn của năm Tân Sửu năm 2021 cũng như là vận hạn 6 tháng đầu năm của năm Tân Sửu rồi, chỉ là nhắc lại thôi.
bây giờ mới là cái phần mà chính yếu, phần vận hạn 6 tháng cuối năm. Thì tháng đầu tiên của năm của cái vận trình 6 tháng cuối năm Tân Sửu năm 2021 chính là tháng Bính Thân. Tháng Bính Thân tức là tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn của người Phật giáo. Đây là một trong những tháng mà người theo đạo Phật, đặc biệt là các chị Ất Mão, là thường là những người rất là tính tâm, thậm chí là hơi mê tín một tí xíu luôn. Thì tháng năm nay xấu nhiều quá, coi như là tháng 7 phải đề phòng cẩn thận. Mà đúng là như vậy, đây là tháng nên đề phòng cẩn thận về xây sát tay chân, bổ mạng sức khỏe không tốt. Vì sao? Vì tháng Bính Thân là một tháng hỏa. Người mệnh thủy gặp tháng hỏa là bản mệnh khắc tháng, bản mệnh sức khỏe không tốt, cẩn trọng cái bệnh nạn nhẹ. Thiên can ất bính thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Ất thì là nạp âm ngũ hành là mộc, bính đinh nạp âm ngũ hành là hỏa. Đây là nạp âm ngũ hành bị sinh xuất. Đây là tháng rất dễ suy hao tài lộc, một số tiền nhỏ hoặc là nằm trong cái sự tính toán đầu tư mà các chị quan tâm. Rồi, địa chi thân mão tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khác nhau. Đây là tháng tốt đẹp về tình cảm. Vì trong cái tháng 6, tháng Ất Mùi á, thì là có cái bộ tam hợp về hợi mão mùi, cho nên là tháng 6 là tốt đẹp về tình cảm. Thì tháng 7 không có kiêng kỵ gì thì cũng tiếp tục là một tháng tốt đẹp thôi, không có vấn đề gì quá lớn. Nếu có xảy ra thì cũng chủ yếu là cho một đứa con trai, con ở trong nhà chứ không phải là người gì chồng hay là người lớn. Tiếp đến đó là tháng 8 âm lịch, tháng trung thu của năm Tân Sửu năm 2021. Tháng này là tháng Đinh Dậu. Tháng Đinh Dậu tiếp tục là một tháng hỏa. Như vậy xét về trường mệnh cũng chẳng khác gì tháng 7, khi thủy của bản mệnh khắc hỏa của tháng. Bản mệnh khắc tháng, bổn mệnh sức khỏe không được tốt, cẩn trọng bổn mệnh và sức khỏe, những cái bệnh nạn nhẹ. Thiên can thì không tốt đẹp cho lắm ở trong cái tháng 8 này. Hồi nãy mình có nói ở cái phần mà sao á, sao thổ tú á, thì tháng 8 này nó bản thân nó cũng hoành hành mạnh và nó sẽ làm cho nhiều điều khó mà chấp nhận được. Thiên can ất đinh không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi, cũng giống như tháng 7 khi ất là mộc, bính đinh là hỏa, đây là nạp âm ngũ hành của thiên can bị sinh xuất, sẽ không tốt đẹp về tài lộc hoặc là có suy hao tài lộc nhưng không lớn. Địa chi tí ngọ mão dậu, mão dậu đây là cái cặp địa chi nằm trong cái bộ tứ hành xung mà lại sát nhau trong cái bộ tứ hành xung, cho nên người ta gọi là chính xung hoặc là lục xung. Gia đạo tình cảm khó yên, cẩn trọng mạng xấu lừa gạt, cẩn trọng các mối quan hệ mới quen dễ đưa đến những cái việc không tốt đẹp. Nhớ nha, người Ất Mão cẩn thận tháng 8 nhiều thứ lắm. Trong khi đó cái sao thổ tú là nó hoành hành mạnh nữa, rồi cái bổn mạng thì là bị tương khắc tháng, thiên can thì lại bị sinh xuất, có nhiều điều mà để nói ở trong tháng 8, cẩn thận một chút xíu. Tiếp tục là tháng 9 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021. Mà tháng 9 âm lịch của năm Tân Sửu là tháng Mậu Tuất. Tháng Mậu Tuất là một tháng Mậu Tuất mộc. Như vậy xét về trụ mạng là người mệnh thủy sinh xuất bản mệnh mộc của tháng. Như vậy là bản mệnh bị sinh xuất, sức khỏe và bổn mạng bị suy yếu, phúc tinh và tài tinh thế vì thế cũng suy yếu đi. Rồi, thiên can thì ất mậu không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Đây là tháng có thể công việc tài lộc sẽ không có vấn đề gì nhiều ha. Địa chi thì tức mão là cái cặp địa chi lục hợp. Nó không những nói đến lục hợp thì sao, có thể là hợp trong làm ăn, hợp trong bạn bè, hợp trong mối quan hệ. Cho nên có thể nói là nếu như gặp rắc rối phù phiền muộn ở trong tháng 8 thì tháng 9 sẽ dễ gặp quý nhân đưa đường chỉ lối hoặc là giúp đỡ mình trong công việc để mà có cái sự tiến triển tốt hơn. Đó là tháng 9. Tiếp tục là tháng 10 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021 chính là tháng Kỷ Hợi. Tháng Kỷ Hợi tiếp tục là một tháng mộc. Như vậy cũng không khác tháng 9 khi mà thủy sinh mộc, bản mệnh bị sinh xuất, bổ mạng và sức khỏe suy yếu, phúc tinh và tài tinh vì thế cũng suy yếu theo. Thiên can chữ ất của Ất Mão sẽ khắc chữ kỷ, ất khắc kỷ, thiên can khắc tháng,
công việc cẩn trọng có kẻ phá toái, đặc biệt là các chị mua bán giấy tờ cẩn thận khí tá, coi chừng vương pháp luật. Nhớ nha các chị nha. Địa chi thì người tuổi Mão gặp tháng Hợi là bộ tam hợp Hợi Mão Mùi, cho nên gia đạo tình cảm sẽ tốt đẹp nhưng không bằng tháng 9. Có thể đây là một cái tháng có thể gặp bạn bè, gặp người thân, gặp những cái người mình đã quen từ trước giúp đỡ mình, chứ còn không phải là quý nhân đâu đâu người ta rớt xuống ha. Rồi cẩn trọng. Tiếp tục là tháng 11 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021 chính là tháng Canh Tý. Tháng này là tháng Thổ. Tháng Thổ của năm Thổ, bản Thổ nó sẽ nhiều hơn. Thì tháng này người Ất Mão cẩn trọng bổn mạng và sức khỏe, những cái tai nạn có thể phạm thân khi tháng Thổ của năm Thổ sẽ chắc chắn khắc cái bản mệnh thủy của các chị. Rồi, đi thiên can chữ Ất và chữ Canh là thuộc bộ thiên can ngũ hợp. Đây là một cái bộ thiên can tốt đẹp, cho nên là công việc của tháng này có thể thuận thành hanh thông, có tài lộc lớn đối với người tuổi Ất Mão nữ mạng. Địa chi Tý Mão nằm trong bộ tứ hành xung Tý Ngọ Mão Dậu, đây là cái thuộc nhóm tự hình, nên gia đạo tình cảm cẩn trọng những cái va chạm hoặc chuyện buồn tan khó ở trong gia đình, thậm chí là nếu mà có người mẹ lớn tuổi thì cẩn trọng giùm mình tháng này, rất dễ có tan ở trong cái việc đó nha. Rồi, tháng cuối cùng của năm Tân Sửu năm 2021 chính là tháng Tân Sửu. Tháng Tân Sửu chắc chắn tiếp là một tháng mộc, tháng Thổ tiếp. Tháng Thổ của năm Thổ, tháng Sửu của năm Sửu luôn. Cho nên là tháng này cẩn trọng hơn bộ mạng và sức khỏe cho người Ất Mão một tí xíu. Cả nam lẫn nữ mạng chứ không phải riêng các chị nữ không đâu. Thiên can chữ Tân của tháng sẽ khắc chữ Ất. Tháng khắc thiên can công việc dễ lâm bế tắc, suy hao tài lộc lớn. Tháng này ai thiếu nợ khó đòi, tiền bạc sẽ khó khăn, công việc sẽ nhiều cái sự rối rắm, thậm chí lâm vào bế tắc đáo tụng đình. Địa chi thì Sửu Mão tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau, cũng đúng thôi, tháng này là tháng cuối cùng của năm, dù gì đi nữa thì nó cũng phải cố gắng để nó qua, để mình đón cái năm mới với những cái vận thế mới tốt đẹp hơn. Như vậy thì em đã tổng hợp và chia sẻ đến các chị tuổi Ất Mão những cái kiến thức cơ bản về tử vi vận hạn của 6 tháng cuối năm Tân Sửu năm 2021. Bên cạnh rất là nhiều cái sự khó khăn khi sao hạn vận niên bổn mạng không tốt đẹp, thì cũng còn đó những tháng như tháng 9, tháng 10 là hai tháng có nhiều cái động lực mà để các chị chờ đón ở trong năm này. Tổ chung lại thì năm nay với những cái diệu luận trình về tử vi như thế thì nên an phận thủ thường, có việc gì thì cứ an phận làm việc đó. Năm nay đừng quá mong cầu gì chuyện lớn. Đây là một năm có thể nói rằng các chị có khoảng, nếu mà tính thang điểm 10 thì các chị có điểm 4 thôi chứ không được điểm 5. Cho nên nín thở mà qua sông ở trong những cái tháng này là tốt đẹp rồi. Năm tới thì mình có nhiều cái sự tốt đẹp ở trong cả vận mệnh, cả bổn mạng thì mình sẽ lấy lại sau. Người Ất Mão vốn dĩ là một những trong những cái người có cái một sức khỏe không được tốt đẹp, thường là phải sống chung với bệnh. Cho nên là đừng có cương ở trong những cái năm như thế này. Các chị xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Tử Vi Vào Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở đây để đón chờ những cái video khác về tử vi phong thủy, có thể là tuổi của các anh các chị hoặc là người thân của mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.